Thưa quý vị, thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu hơn 605,4 nghìn tấn gạo, tăng 3,8%, với trị giá gần 378 triệu đô la Mỹ, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 166.000 tấn gạo sang Indonesia, đạt 101 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 53 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó thì xuất khẩu gạo sang Philippines đạt 62,7 triệu đô la Mỹ và Trung Quốc đạt 43,7 triệu đô la Mỹ. Indonesia chính thức vượt qua Philippines và Trung Quốc, trở thành khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam trong tháng 9 vừa qua. Tính đến hết tháng 9, Việt Nam xuất khẩu gần 6,42 triệu tấn gạo, tăng gần 20% về lượng và trị giá đạt 3,54 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 36%. Về thị trường xuất khẩu, Philippines vẫn là khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam. Trong tháng 9 năm nay, xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 1,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai với kim ngạch đạt 495,8 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 55,2%. Xếp thứ ba là Indonesia khi giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 462,6 triệu đô la Mỹ, tăng gần 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu gạo sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn 106 lần và Chile hơn 22 lần. Thưa quý vị, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 9 đạt gần 263.000 tấn, trị giá hơn 123 triệu đô la Mỹ, tăng 19% về trị giá so với tháng 7. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đã thu về hơn 892 triệu đô la Mỹ với hơn 2,1 triệu tấn và giảm 8,4% về lượng và giảm 13% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân đạt 418 đô la Mỹ trên tấn. Trong tháng 8, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc đạt hơn 253.500 tấn với trị giá 117,5 triệu đô la Mỹ, tăng 19,5% về lượng và tăng 20% về trị giá so với tháng 7. Tính chung trong 3 quý đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,9 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc, thu về hơn 804 triệu đô la Mỹ, giảm 9,5% về lượng và giảm 14% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm đạt 414 đô la Mỹ một tấn, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý trong 9 tháng đầu năm, Trung Quốc chiếm hơn 90% trị giá xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê, thời điểm hiện tại Việt Nam có 528.000 hecta sắn, đang là quốc gia xuất khẩu sắn lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Thái Lan. Cả nước có 27 tỉnh có nhà máy chế biến tinh bột sắn và có khoảng 120 nhà máy chế biến tinh bột sắn quy mô công nghiệp với tổng công suất thiết kế 11,3 triệu tấn củ tươi trên một năm. Giá sắn tươi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục có xu hướng tăng lên. Tại Gia Lai đã lên mức 4.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, thông tin từ Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 1, Cục Bảo vệ Thực vật mới đây vừa cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 1 đã xử lý gần 40.000 hồ sơ, với gần 100% tỷ lệ được thực hiện qua hệ thống một cửa quốc gia. Việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia không chỉ là rút ngắn thời gian, giảm thiểu về chi phí cho doanh nghiệp, mà còn là công cụ đắc lực để các cơ quan quản lý nhà nước có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và hỗ trợ tối đa tạo thuận lợi xuất nhập khẩu. Thông tin về tình hình thực hiện thủ tục cấp phép và thông quan hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ thực vật trong những tháng đầu năm, đại diện Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 1 cho biết có những mặt hàng giảm đến 70-80% số hồ sơ khai báo như nguyên liệu gỗ nhập về sản xuất, giảm nhiều nhất là gỗ óc chó. Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn cơ bản ổn định. Những đồ ăn, thức uống, thực phẩm thuộc nhu cầu thiết yếu duy trì tần suất hồ sơ không có biến động mạnh. Tương tự, nhập rau củ quả, trái cây cũng ở mức ổn định, không có nhiều biến động, chủ yếu hàng nhập từ châu Âu, Australia, New Zealand, Mỹ, Chile, Nam Phi, Hàn Quốc. Hàng rau củ quả nhập Trung Quốc về Việt Nam đa phần đi đường bộ qua các cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn. Thời gian tới, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 1 sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt tiếp tục tạo thuận lợi từ cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm từ 400 đến 500 đồng 1 kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên về quanh mốc 63.200 đồng 1 kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức 63.200 đồng 1 kg, giảm 400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê thu mua được với giá 63.300 đồng 1 kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 62.800 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk
ở huyện Cư Mơ Ga, giá cà phê hiện ở mức 63.200 đồng một kg. Còn tại huyện Ea Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức là 63.300 đồng một kg. Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 10 tại hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, với 100% đại biểu có mặt tín nhiệm, bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị quan trọng này có lãnh đạo các ban ngành trung ương cùng các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Theo kết quả biểu quyết, 100% các đại biểu đồng ý bầu bà Cao Xuân Thu Vân làm ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 10 tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định chức danh Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quyết định của Ban Bí thư, bà Cao Xuân Thu Vân thôi giữ chức vụ Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, điều động đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu sau khi bầu giữ trọng trách Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với tỷ lệ tán thành tuyệt đối, bà Cao Xuân Thu Vân chia sẻ, bà có nhận thức rất sâu sắc về chức danh, nhiệm vụ mới được giao. Đây là vinh dự, tự hào, nhưng đồng thời cũng đặt ra trọng trách lớn. Tôi nhận thức rằng vị trí này là rất khó, độ khó, có thể nhất, cao nhất khi tôi nhận nhiệm vụ này. Trong cái điều kiện như vậy, nhưng tôi tin tưởng rằng Ban chấp hành ủng hộ và các đồng chí có mặt hôm nay thể hiện sự tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi. Tôi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với thực tế đang diễn ra, trong thời gian tới, bà Cao Xuân Thu Vân bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, của Ban chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể và hợp tác xã, cũng như sự đồng tâm tiếp sức của các bộ ngành trung ương, đặc biệt trực tiếp là các đồng chí, các vụ, ban của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng thời, tân Chủ tịch của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng mong nhận được sự đồng hành của các địa phương, tổ chức kinh tế xã hội, đặc biệt là các đồng chí trong thường trực, đảng đoàn, thường vụ, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong quá trình hoạt động. Trong thời gian tới, rất mong các đồng chí bằng hành động cụ thể, bằng những việc làm cụ thể, chúng ta đi đến một mục tiêu cuối cùng, đó là cho tất cả các cái loại hình, đặc biệt là các hợp tác xã phát triển thật sự mạnh. Khi chúng ta mạnh rồi thì vị thế của chúng ta mạnh. Nếu chúng ta yếu thì vị thế chúng ta yếu. Tính đến năm 2023, cả nước có gần 30.000 hợp tác xã, 125 liên hiệp hợp tác xã và 71.000 tổ hợp tác. Tổng số thành viên khu vực kinh tế tập thể đạt gần 8 triệu người, trong đó có trên 5,9 triệu thành viên của hợp tác xã, 851 hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã và trên 1 triệu thành viên tổ hợp tác. Tổng số lao động thường xuyên trong hợp tác xã là 976,3 nghìn người. Năm 2022, doanh thu bình quân hợp tác xã đạt gần 3,6 tỷ, tăng 35% so với năm 2021. Lãi bình quân của một hợp tác xã đạt 366 triệu đồng, tăng 71% so với năm 2021. Thu nhập bình quân lao động thường xuyên trong hợp tác xã là 56 triệu đồng một người, tăng 8% so với năm 2021.